bắt gặp một cô gái giữa rừng cao su không biết làm gì. Tâm xin giúp định vệ định cái đó. Người ta thì đi cạo mũ cao su, còn cô gái này không biết đi làm gì giữa rừng cao su. Đi hốt mũ cao su. Giữa rừng cao su á, em tâm sự gì? À, đây là một cái vườn cao su rất là đẹp, mát mẻ và rất là vui vẻ ở đây. Tất cả mọi người hiện tại đang ở nhà của chị nữ hoàng gia hội Thảo Nhung. Mọi người đang hò hét, nhưng mà mình thì tham quan vườn cao su là rất là đẹp, nhưng mà muốn lấy mũ cao su mà thật ra không còn miếng mũ nào hết. Đi trễ rồi. Cả nhà nhìn thấy xung quanh toàn là cao su, một cái giống như một cái khu rừng cao su vậy. Rất là đẹp, rất là mát mẻ. Nếu như mọi người có thời gian và có dịp nào ghé cái rừng cao su này tham quan và chụp ảnh rất là đẹp. Xin chào cả nhà. Một cô gái đi cách quét giữa rừng cao su. Cô này vừa biết đã ở trên Sài Gòn xuống nè. Ô, em tên gì em? Em tên Helen Thi Lê, xin chào cả nhà. Em quê ở đâu vậy? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em xuống Tây Ninh có gì không? Hôm nay là em đi với đoàn Nam Du Hoa Hậu về quê của chị nữ hoàng gia hội Thảo Nhung. Về đây là chúng tôi đi giữ cái tiệc nhỏ của gia đình rất là thân mật. Và chiều nay chúng tôi sẽ trao những cái phần quà từ thiện cho tỉnh người dân tỉnh Tây Ninh. Và hiện tại tôi ở ngay tại rừng cao su, nhà của chị Thảo Nhung là rất là đẹp và rất là mát mẻ. Cho nên đây là khung cảnh rất là hữu tình và rất là đẹp. Chào cả nhà.